Sầu riêng là loại quả rất phổ biến ở các nước Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. Ở nước ta, loại quả này thường được trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn video liên quan đến sầu riêng, nhưng lần này không phải tiết mục xẻ quả hay giới thiệu về vườn cây nữa, mà là nấu ăn từ sầu riêng. Theo đó, người phụ nữ trong clip giới thiệu đến dân tình món canh sầu riêng hầm xương chỉ có ở quê mình. Được biết, loại sầu riêng sử dụng ở đây là sầu riêng già, thịt quả cứng hơn chứ không mềm, xốp như loại bình thường. Nhờ quá trình hầm lâu trên bếp, sầu riêng sẽ trở nên mềm mại, đồng thời chất ngọt bên trong quả sẽ kết hợp cùng xương heo tạo nên hương vị đặc trưng. Khi ăn, mùi hương thoang thoảng của sầu riêng chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi. Sống hàng chục năm trên đời, giờ mới biết sầu riêng có thể mang đi nấu canh. Ở quê mình còn có món cơm sầu riêng sống ướp với các loại gia vị rồi đem đi chiên giòn lên, ăn ngon lắm. Canh dưa hấu mình đã thấy lạ rồi, canh sầu riêng còn lạ hơn, một số cư dân mạng bình luận. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Còn bạn, với sầu riêng, bạn còn làm món ăn gì khác lạ nữa hay không? Hãy cùng chia sẻ với phần bình luận nhé!